Vâng ạ, thì tôi xin phép được bắt đầu buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Nội dung của buổi ngày hôm nay đó là bài báo cáo về viêm mũi xoang mãn tính. Các anh chị đã sẵn sàng rồi đúng không ạ? Có đơn vị nào mà các anh chị nghe khó thì nhờ các anh chị cứ phản hồi lại. Buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay với sự chủ trì của Phó sư tiến sĩ Võ Thanh Quang và báo cáo viên là bác sĩ Nguyễn Toàn Thắng. Hiện nay thì Phó sư Quang có việc bận và 2 giờ thầy sẽ có mặt. Tôi xin phép được bắt đầu bài báo cáo của mình về chủ đề viêm mũi xoang mãn tính. Sau đây là một bài từ ngữ viết tắt. Các anh chị xem trên màn hình ạ. CRS là viêm mũi xoang mãn tính, CRSwNP viêm mũi xoang mãn tính có polyp mũi, CRSfNP viêm mũi xoang mãn tính không có polyp mũi, phenotype phân loại theo kiểu hình, endotype phân loại theo cơ chế sinh bệnh học và phân tử tế bào. Qua bài trình bày viêm mũi xoang mãn tính ngày hôm nay thì em xin phép được nhắc lại với các anh chị những kiến thức mà chúng ta đã biết. Ngoài ra thì có cập nhật thêm những cái hướng dẫn mới của EPOS 2020. Qua đó chúng ta có thể tiếp cận được cách phân loại mới và cách điều trị đúng. Không nhìn được slide. Bệnh viện nào ạ? Bệnh viện nào chưa chưa nhìn thấy ạ? Bệnh viện nào Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chưa nhìn thấy slide. Các bệnh viện khác nhìn thấy slide chưa ạ? Vâng, thế chính là vấn đề là do anh Đông xem lại đầu đầu bên bên anh xem là đầu cầu bên đấy xem là có trục trặc gì về kỹ thuật không ạ, vì các bệnh viện khác là đã nhìn thấy slide rồi. Đây ạ, rút rồi nhé. Ừ, tăng lên khác là tăng gì trước khi vào bài chính ngày hôm nay thì em xin nhắc lại một slide của bài báo cáo lần trước về chủ đề viêm mũi xoang cấp tính để cho chúng ta nhớ lại kiến thức cũ. Thưa các anh chị, là viêm mũi xoang cấp tính như lần trước đã trình bày thì đa số xuất phát được phân loại thành ba bệnh. Đấy, nhất là viêm mũi xoang cấp tính do virus, thứ hai là hậu virus và thứ ba là viêm mũi xoang cấp tính do vi khuẩn. Thế thì đa số các trường hợp của chúng ta bị mắc là viêm mũi xoang do virus và hậu virus. Một số rất nhỏ trong các viêm mũi xoang đó là từ 0,5 đến 2% sẽ chuyển thành viêm mũi xoang do vi khuẩn, và chỉ những trường hợp đó chúng ta mới cần điều trị kháng sinh. Còn đa số 95 đến 98% trường hợp còn lại sẽ tự khỏi hoặc là chúng ta không cần điều trị kháng sinh. Và phần thứ nhất, đại thương thì mũi và các xoang thì đều thông với nhau qua các lỗ thông tự nhiên. Niêm mạc của mũi và xoang là cùng loại và liên tiếp với nhau. Viêm mũi xoang thì được hiểu theo nghĩa rộng là tình trạng viêm của niêm mạc mũi và các xoang cạnh mũi gây ra một nhóm các cái rối loạn. Để phân loại viêm mũi xoang cấp hay là mạn thì người ta phân loại viêm mũi xoang theo thời gian bị viêm, gồm có cấp tính là dưới 12 tuần và mạn tính là các triệu chứng kéo dài trên 12 tuần. Các anh chị ở các cơ sở của mình thì chúng ta đều có phương tiện chẩn đoán, thăm khám và chẩn đoán, đặc biệt là nội soi. Ok, chúng ta đều có hết rồi, vậy thì em xin đi ngay vào phần chẩn đoán. Trong chẩn đoán mới nhất của EPOS 2020 thì cái chẩn đoán viêm mũi xoang mãn tính khi mà có ít nhất 2 trong số các triệu chứng sau và kéo dài trên 12 tuần. 2 trong số 4 triệu chứng đó là chảy mũi, ngạt tắc mũi
đau nhức mặt và căng tức mặt, giảm hoặc là mất ngửi. Nhưng mà các triệu chứng cơ năng trên thì có thể gây, nó không đặc hiệu và có thể nhầm sang bệnh khác. Để chẩn đoán, xác định phải kết hợp với các thăm khám lâm sàng, gồm có một là nội soi thấy mủ ở khe giữa, phù nề niêm mạc hoặc là polyp, hoặc là bằng chứng trên phim cắt lớp vi tính, gồm có một là biến đổi niêm mạc tại vị trí phức hợp lỗ ngách hoặc là trong các xoang, hoặc là có thể thấy tình trạng viêm xương hoặc là mức dịch hơi trong các xoang. Về nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ, người ta phân ra làm 3 thành tố. Thứ nhất là về môi trường. Môi trường tác động đến người bệnh thì gồm có vi sinh vật, gồm có vi khuẩn, nấm, virus này, các cái dị nguyên của môi trường và sự tình trạng ô nhiễm môi trường, các hóa chất độc hại và các cái thuốc bệnh nhân dùng. Về các yếu tố liên quan đến toàn thân và tại chỗ, toàn thân thì gồm có các cơ địa dị ứng này, thiếu hụt miễn dịch, rối loạn chức năng lông chuyển, bệnh sơ nang, bệnh u hạ hệ thống, trào ngược và bệnh không dung nạp aspirin. Về vấn đề tại chỗ thì người ta nhắc đến các cái bất thường về giải phẫu, người ta nhắc đến khối u, polyp, các rối loạn chức năng lông chuyển thứ phát, hoặc là các tiền sử phẫu thuật chấn thương trước đó. Cái cơ chế bệnh sinh của viêm mũi xoang mãn tính thì các tác giả trên thế giới hiện nay đều được công nhận viêm mũi xoang mãn tính không phải là một bệnh mà là một hội chứng lâm sàng rộng lớn, bởi vì có rất nhiều cơ chế bệnh sinh tồn tại trong bệnh viêm mũi xoang mãn tính. Chúng ta có thể thấy rất nhiều các cái thành tố đóng góp vào cơ chế bệnh sinh. Về dị ứng này, viêm mũi dị ứng hoặc các cơ địa dị ứng liên quan đến viêm mũi xoang, nấm liên quan đến viêm mũi xoang mãn tính, vi khuẩn sinh ra màng biofilm đều nằm trong cơ chế của viêm mũi xoang mãn tính. Còn các cái bất thường về giải phẫu, các tác động của môi trường hoặc là các cái phản ứng và các cái bất thường về hệ miễn dịch hoặc là khả năng sinh ra siêu kháng nguyên của một số vi khuẩn. Và sâu hơn về cơ chế bệnh sinh thì qua sơ đồ sau chúng ta có thể thấy rằng là cơ chế bệnh sinh của viêm mũi xoang mãn tính đã có một cái nhìn rất thay đổi so với nhiều năm trước. Quá trình tác động giữa môi trường và người bệnh, và môi trường có những cái tác nhân gây bệnh sẽ xâm nhập qua hàng rào bảo vệ. Hàng rào bảo vệ ở đây chính là niêm mạc và biểu mô của mũi và xoang, sẽ xâm nhập qua hàng rào bảo vệ gây ra một loạt các cái phản ứng và các cái cơ chế biến đổi ở cấp độ phân tử và tế bào ở bên trong. Qua từ những cơ chế biến đổi đó thì tạo đến một quá trình tu sửa, tức là tu sửa lại. Quá trình tu sửa này thì gồm có tăng tính thấm của các tế bào hình chén tiết nhầy, tạo ra polyp hoặc là khiến cho gây ra bất thường biểu mô mũi xoang và tăng tính thấm của tế bào. Và sau quá trình tu sửa đó, nếu quá trình tu sửa diễn ra một cách thuận lợi thì có thể là niêm mạc mũi xoang phục hồi. Nhưng mà quá trình tu sửa diễn ra theo những 4 cái hình thức ở dưới đây thì chúng ta sẽ gây ra bệnh viêm mũi xoang mãn tính với một số kiểu hình phenotype. Sau đây là 3 tip phản ứng của hệ miễn dịch trong viêm mũi xoang mãn tính. Thì tip thứ nhất và tip thứ 3, khi mà đây là tip 1, tip 2, tip 3, khi mà các cái tác nhân gây bệnh xâm nhập qua hàng rào biểu mô thì đối với mỗi tip lại có những cái tế bào viêm tham gia đặc trưng và tiết các cái chất cytokine, các trung gian hóa học. Ví dụ như tiếp 1 thì sẽ tiết ra interferon gamma và interleukin 12. Tiếp 2 thì sẽ các tế bào viêm nổi trội là bạch cầu ATOAN sẽ tiết ra interleukin 4, interleukin 5 và 13. Tiếp 3 với sự tham gia nhiều của bạch cầu trung tính sẽ tiết ra interleukin 17 và 22, gây ra các cái biểu hiện trên lâm sàng và kiểu hình trên lâm sàng khác nhau. Về phân loại, như chúng ta hiểu thì từ trước đến nay chúng ta phân loại viêm mũi xoang mãn tính thành hai kiểu hình lớn, đó là viêm mũi xoang mãn tính có polyp mũi và viêm mũi xoang mãn tính không có polyp mũi. Qua đó có hai cách điều trị khác nhau, nhưng mà gần đây người ta thấy cách phân loại này
đã không còn hiệu quả khi mà chúng ta áp dụng vào điều trị. Và người ta đi đến tìm hiểu về các cơ chế bệnh sinh bên trong và phân ra làm 3 tip. Tip 1, tip 2, tip 3 thì thường về đặc điểm tương đồng giữa tip 1 và tip 3 thì người ta phân ra thành tip 2 và 5 tip 2, tức là không phải là tip 2. Thì qua các nghiên cứu người ta cũng thấy rằng là đối với bệnh nhân mà phản ứng viêm, phản ứng miễn dịch về tip 2 thì bệnh nhân phát triển polyp rất là ghê. Còn đối với các cái bệnh nhân mà đa số phản ứng viêm miễn dịch là tip 1 thì đó là viêm mũi xoang mãn tính, không có polyp mũi. Còn nếu mà ở tip 3 thì có thể xuất hiện polyp và cũng có thể không có polyp. Qua đó thì người ta phân loại mới như sau, theo EPOS 2020, phân loại viêm mũi xoang nguyên phát thì gồm có tại chỗ, tức là khư trú hoặc là chúng ta hiểu là một bên ấy. Và đây là viêm đa xoang hoặc là cả hai bên dựa theo vị trí giải phẫu. Thứ hai là dựa theo tip như đã trình bày thì gồm có tip 2 và không phải tip 2. Các cái ví dụ về kiểu hình mà biểu hiện thành bệnh thì ví dụ như là đối với viêm xoang một bên mà thuộc cơ chế tip 2 thì chúng ta có thể gặp bệnh là viêm xoang dị ứng nấm, viêm xoang dị ứng nấm. Hoặc đối với viêm xoang một bên mà không thuộc tip 2 thì chúng ta có thể gặp ở trong các cái viêm xoang đơn độc một bên. Trong các trường hợp viêm xoang hai bên thuộc về tip 2, chúng ta có một số bệnh viêm xoang polyp mũi, viêm xoang mãn tính tăng bạch cầu ái toan, viêm xoang dị ứng nấm và bệnh viêm xoang dị ứng, bệnh lý xoang trung tâm, khoang trung tâm, xin lỗi, bệnh lý khoang trung tâm CCAD. Và đối với các bệnh viêm xoang hai bên không thuộc tip 2 thì người ta phân loại là viêm xoang mãn tính, không bạch cầu ái toan. Đối với các viêm xoang mãn tính thứ phát, người ta cũng có phân loại dựa vào vị trí giải phẫu, thì người ta phân loại là một bên hoặc hai bên. Còn đối với dựa vào endothelium bên các cơ chế bên trong thì người ta có thể dựa vào là cơ chế tại chỗ hoặc là cơ chế toàn thân, biểu hiện của kiểu hình. Ví dụ đối với viêm xoang một bên mà do bệnh lý tại chỗ thì người ta thấy viêm xoang thứ phát có thể gặp ở trong bệnh viêm xoang do răng này, bệnh cầu nấm này, viêm xoang do khối u này. Nhắc lại với các bạn là viêm xoang thứ phát tức là bệnh viêm xoang xuất hiện trên một cái nền đã có một cái bệnh lý từ trước rồi. Phân loại thứ hai là viêm xoang hai bên có thể do cơ chế, do viêm, do miễn dịch. Thì người ta phân ra một số cái bệnh sau đây, đây là những bệnh rất hiếm gặp. Ví dụ bệnh PCD này là bệnh rối loạn lông chuyển nguyên phát, tức là mình cứ nghe cái hội chứng Catagener ấy, có đảo ngược phủ tạng rồi là các nhiễm trùng của phổi và xoang. Bệnh thứ hai là bệnh sơ nang, cũng là một bệnh hiếm gặp nhưng thường gặp người da trắng. Bệnh sơ nang tức là bệnh mà khiến cho cái dịch nhầy của mình đặt quánh lại và gây ra viêm đường hô hấp trên và dưới tái diễn liên tục. Tiếp theo cái phân loại thứ hai là các bệnh viêm mạch hệ thống VCN. Tiếp theo là những cái rối loạn về thiếu yếu tố miễn dịch IgG và IgA bẩm sinh. Thì về mặt điều trị, nhắc lại các cái điều trị cũ thì chúng ta thấy về nguyên tắc điều trị thì đây là một bệnh điều trị nội khoa và phẫu thuật đóng vai trò quan trọng. Tức là phương pháp điều trị chính của cái bệnh này là điều trị nội khoa chứ không phải là phẫu thuật. Phẫu thuật chỉ đóng vai trò quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì sau phẫu thuật xong người ta tiếp tục quay lại con đường điều trị nội khoa. Thứ hai là không một phương pháp chung nào cho tất cả các bệnh nhân mà là phải khác biệt tùy từng trường hợp. Về mục đích của điều trị thì chúng ta vẫn nhằm mục đích là giảm viêm niêm mạc này, kiểm soát nhiễm trùng này, tái lập hệ vận động lông chuyển này. Và gần đây người ta đưa ra khái niệm là về kiểm soát bệnh chứ không phải là chữa bệnh, tức là chúng ta kiểm soát được các cái triệu chứng của bệnh và chúng ta không chữa được các cái cơ chế về viêm và về miễn dịch bên trong. Các cái thuốc mà chúng ta vẫn thường dùng là corticoid, về thuốc corticoid toàn thân
nghe thường điều trị 1 đến 2 đợt trong một năm. Vì có những cái toàn thân trên chúng ta thì điều trị những đợt ngắn ngày, gồm từ 7 đến 21 ngày một đợt. Khi cần giảm nhanh các triệu chứng này vào các đợt hồi viêm hoặc là điều trị trước và sau phẫu thuật, có tác dụng làm giảm các triệu chứng về ngạt mũi, rồi căng tức nặng mặt, rồi giảm kích thước của polyp. Đối với các trường hợp viêm mũi xoang mãn tính mà không có polyp mũi thì corticoid toàn thân tỏ ra ít hiệu quả. Về corticoid tại chỗ thì dạng xịt, các nghiên cứu cho thấy là an toàn và hiệu quả sau phẫu thuật, hiệu quả tương tự với loại corticoid. Tức là chúng ta có thể xịt rất nhiều loại corticoid nhưng hiệu quả đối với polyp là tương tự như nhau. Vấn đề là chúng ta lựa chọn loại corticoid nào mà mẫu sinh giả dụng thấp. Corticoid tại chỗ chúng ta có thể pha vào nước muối để rửa. Chúng ta dùng chế phẩm là Budesonic hiện nay. Một cái sản phẩm mới đó là người ta đặt những stem phóng thích chậm vào trong các vị trí của polyp và xoang để phóng thích ra corticoid. Giá thành thì đắt, Việt Nam mình như chưa có. Vấn đề thứ hai là điều trị về kháng sinh. Thì vi khuẩn ở trong viêm mũi xoang mãn tính thì ngoài những vi khuẩn thường gặp là HI, phế cầu, Moraxella catalanit thì còn gặp nhiều về tụ cầu vàng, vi khuẩn mủ xanh và các vi khuẩn kỵ khí. Hiện nay thì người ta thấy rằng trong bệnh viêm mũi xoang mãn tính thì cơ chế viêm có vai trò quan trọng hơn là cơ chế nhiễm khuẩn thông thường. Và đối với một là vi khuẩn đối với một vi khuẩn nhất định, người ta cũng không giải thích được là do cái cơ chế nhiễm khuẩn thông thường là chính hay là do cái con vi khuẩn đấy nó gây nên cơ chế viêm là chính. Đối với kháng sinh dùng ngắn ngày tức là chúng ta dùng dưới 4 tuần, được định nghĩa là ngắn ngày, sẽ được chỉ định trong các đợt hồi viêm, thì kháng sinh lựa chọn đầu tiên vẫn là amoxicillin clavulanate. Sau đó nếu không thành công thì chúng ta mới dùng đến quinolone và tốt nhất là nên điều trị theo kháng sinh đồ. Về liệu pháp kháng sinh dài ngày, tức là liệu pháp macrolide, thì có tác dụng là ức chế chất trung gian viêm và các phân tử dính nội bào, làm giảm bạch cầu trung tính và tăng vận chuyển dịch nhầy. Các cái macrolide mà chúng ta vẫn dùng đấy là azithromycin, rosithromycin và clarithromycin. Clarithromycin này chúng ta thường dùng với liều 400mg một ngày và thường dùng kéo dài từ 2 đến 12 tuần. Thì chúng ta thấy rằng là 4,7% cải thiện sau 2 tuần và 71% cải thiện sau 12 tuần. Và thường thường chúng ta thấy tiến triển tốt sau khi điều trị 6-8 tuần. Các cái yếu tố mà giúp đáp ứng tốt với cả macrolide, khi có các yếu tố sau đây thì bệnh nhân đó rất là hợp với macrolide. Nhất là bạch cầu ái toan ở trong huyết tương thấp và bạch cầu ái toan ở trong mô thấp, nồng độ IgE máu thấp hoặc là bình thường, bệnh hô hấp dưới nhưng mà ít đáp ứng với corticoid, hít không có các dị sản vẩy, tức là cái hiện tượng tu sửa như trình bày ở trên là ít diễn ra. Tiếp theo là bệnh nhân đáp ứng kém với corticoid toàn thân. Những bằng chứng trên thì chứng minh rằng macrolide là hiệu quả trong trường hợp viêm qua trung gian T1, tức là trung gian viêm này, tức là hình thức viêm này là không quanh cầu ái toan. Các điều trị tiếp theo là rửa bằng nước muối. Trước đây chúng ta nghĩ rằng là nước muối ưu trương thì có tác dụng tốt hơn trong việc chống ngạt và cải thiện chức năng lông chuyển và dịch nhầy. Nhưng mà các nghiên cứu gần đây thì người ta khẳng định rằng nước muối đẳng trương và dung dịch Ranger Lactat khi dùng rửa kéo dài thì tác dụng tốt hơn là rửa kéo dài bằng dung dịch ưu trương. Các thuốc loãng đờm, các thuốc kháng histamine, thì vai trò của bệnh viêm mũi dị ứng và các cơ địa dị ứng đối với viêm xoang mãn tính chưa được nghiên cứu rõ ràng. Nhưng người ta thấy rằng là ở các bệnh nhân mà viêm mũi dị ứng thì có khả năng cao, có tỷ lệ bệnh viêm mũi xoang mãn tính cao hơn. Nhưng trong đối với các bệnh nhân viêm mũi xoang mãn tính thì tỷ lệ viêm mũi dị ứng cũng giống như tỷ lệ viêm mũi dị ứng của những người bình thường. Nên chúng ta sẽ điều trị thuốc kháng histamine khi mà có bằng chứng của dị ứng và khiến các triệu chứng dị ứng làm cho bệnh nhân khó chịu. Các thuốc co mạch thì chúng ta không dùng quá 5 ngày một đợt. Thuốc kháng nấm cũng là còn nhiều tranh cãi và thiếu bằng chứng. Một nghiên cứu người ta tìm ra 93, người ta phân lập được 93% ở các bệnh nhân là tìm thấy nấm ở các bệnh nhân mà viêm mũi xoang mãn tính và có polyp mũi. Nhưng mà cũng cái nghiên cứu đó thì người ta lại cấy được 100% nấm mọc lên ở các cái người bình thường.
Phương pháp tiếp theo là giải mẫn cảm aspirin. Phương pháp này thì chỉ dùng với cả các cái bệnh nhân mà có nhạy cảm với aspirin, tức là người ta dùng aspirin thì người ta lên cơn hen kịch phát. Tiếp theo là điều trị sinh học. Điều trị sinh học này thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Có một cái điều trị khác mà ở Việt Nam mình ít nhắc tới, đấy là người ta dùng chất hoạt động bề mặt để làm giảm sức căng bề mặt của nước, làm tan cái màng biofilm. Thì người ta dùng, có thể dùng dầu gội trẻ em này, rửa mũi này, hoặc người ta dùng cái silitol. Silitol là cái để mà làm giảm cái mảng bám răng ở trong nha khoa. Hoặc người ta dùng muối hypochlorite là cái chất sát khuẩn mạnh. Hoặc là người ta một cái điều trị khác là dùng antinocotrien, là chúng ta có montelukast ấy, hoặc là điều trị liệu pháp miễn dịch để chúng ta làm giải mẫn cảm đặc hiệu đối với các cái trường hợp bệnh nhân bị dị ứng nặng. Theo phẫu thuật ở trong điều trị viêm xoang mãn tính, mục đích là để giảm triệu chứng, và người ta thấy là giảm triệu chứng đối với 89% các trường hợp. Như vậy là phẫu thuật thì hiệu quả hơn phần lớn các cái điều trị nội khoa đơn thuần, và giảm triệu chứng rõ rệt ở các bệnh nhân có polyp hơn là ở các bệnh nhân không có polyp. Và nếu chỉ lấy polyp mũi không thì thường phải phẫu thuật lại. Tuy nhiên đối với các phẫu thuật rộng rãi hơn thì cũng thường có hiệu quả rõ rệt chỉ trong 5 năm đầu sau mổ. Cho nên chúng ta nên chỉ định phẫu thuật sớm để tạo điều kiện cho rửa mũi và đưa được các thuốc corticoid vào trong vô viêm. Thế thì đối với cả những cái thuốc và những cái phương pháp điều trị bên trên, thì khi nào thì chúng ta dùng phương pháp nào, khi nào chúng ta kê kháng sinh, khi nào thì chúng ta dùng corticoid thì chúng ta biết là sẽ hiệu quả. Hoặc đối với các bệnh nhân có polyp mũi, tại sao chúng ta phẫu thuật mà sau phẫu thuật xong bệnh nhân lại khó chịu và polyp mũi lại mọc lại? Thì hiện nay người ta nghiên cứu và đã phân ra như chúng ta phân loại bên trên và đi vào các cái, bây giờ chúng ta đi vào các cái điều trị mới hiện nay. Thì viêm xoang mãn tính phân ra làm hai loại là T2, type 2 và không phải type 2. Thế thì ở châu Âu thì đa số các bệnh nhân type 2 là đều có polyp mũi, hoặc là đa số các bệnh nhân viêm xoang mãn tính polyp mũi đều hầu hết là thuộc về type 2. Nhưng đối với các bệnh nhân ở châu Á thì đa số các bệnh nhân viêm xoang mãn tính có polyp mũi thì lại không phải thuộc type 2, tức là ưu thế bạch cầu trung tính hơn là bạch cầu ái toan. Để chúng ta biết được lựa chọn điều trị, thì nếu bệnh nhân thuộc về type 2 thì điều trị hiệu quả chính là bệnh nhân dậy với corticoid này. Các cái điều trị là gồm corticoid này, phẫu thuật này và điều trị sinh học. Còn nếu bệnh nhân không phải thuộc type 2, tức thuộc type 1 và 3, thì chúng ta cũng điều trị corticoid, tuy nhiên hạn hiệu quả hạn chế hơn là type 2. Dùng kháng sinh, đặc biệt là liệu pháp macrolide, kháng sinh kéo dài và phẫu thuật. Tuy nhiên phân loại là như vậy, nhưng làm sao mà chúng ta biết được đâu là một bệnh nhân type 2, đâu là một bệnh nhân không phải type 2? Thì đây là những nhận diện không phải type 2 là những bệnh nhân viêm xoang mà không có bạch cầu, không tăng bạch cầu ái toan. Thì ở các bệnh nhân này thì triệu chứng chủ yếu gồm có căng tức vùng mặt này, chảy mủ này. Các bệnh nhân này thì ít ngạt mũi và thường không có mất ngửi và thường không có polyp mũi, và xuất hiện bệnh nhân nữ trung niên không có tiền sử dị ứng. Ở các bệnh nhân châu Á thì có thể có polyp mũi. Về cơ chế thì không liên quan đến con đường TS2 và có giảm bạch cầu ái toan, giảm IgE, tổn thương chủ yếu là sơ hóa. Còn về vấn đề nhận diện bệnh nhân nào thuộc về type 2, tức là những bệnh nhân mà có viêm xoang mãn tính có polyp mũi, hoặc chúng ta gọi là viêm xoang mãn tính mà tăng bạch cầu ái toan, thì chúng ta thấy rằng là thường gặp polyp mũi ở hai bên, triệu chứng ngạt mũi, mất ngửi và có cơ địa quá mẫn. Và bệnh nhân này thường đáp ứng tốt với các đợt mà điều trị corticoid và thường có hen nhưng mà khởi phát muộn, 40 tuổi trở lên, nhạy cảm với aspirin. Và trên các cái xét nghiệm cận lâm sàng thì giải phẫu bệnh thì thấy là tập trung nhiều bạch cầu ái toan ở mô, và bạch cầu ái toan cũng cao ở trong máu và nồng độ IgE máu cũng tăng lên. Đây là những cái để nhận diện type 2. Chúng ta đi sâu vào cái vấn đề điều trị sinh học. Vì sao lại phải điều trị sinh học? Bởi vì điều trị sinh học chỉ áp dụng cho type 2 của viêm mô xoang mãn tính. Và những bệnh nhân này chúng ta phẫu thuật xong thì polyp vẫn thường mọc lại. Hiện nay thì có con đường điều trị sinh học mang lại rất nhiều hứa hẹn. Thì về chỉ định của điều trị sinh học,
là khi mà bệnh nhân có polyp hai bên mọc lại, bệnh nhân đã có phẫu thuật và polyp hai bên lại mọc lại và đáp ứng được những cái tiêu chí sau, 3 trong 5 các cái tiêu chí. Thứ nhất là có bằng chứng của cơ chế viêm tuyến 2. Thứ hai là bệnh nhân cần những cái đợt mà điều trị corticoid toàn thân hoặc là chống chỉ định đối với cả corticoid toàn thân không điều trị được. Tiêu chí thứ ba là ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống, chất lượng cuộc sống. Tiêu chí thứ tư là giảm ngửi trầm trọng. Và tiêu chí cuối cùng là có bệnh đường mắt, là bệnh hen, là bệnh đường mắt. Vậy là đối với những bệnh nhân mà phẫu thuật thất bại và có 3 trong 5 tiêu chí trên thì chúng ta là ứng cử viên để chúng ta điều trị sinh học. Thế thì điều trị sinh học là điều trị gì? Người ta đã nghiên cứu về các cái thuốc và ứng dụng điều trị ở bệnh tràm và bệnh hen nhiều năm trước, nhưng mà gần đây thì mới áp dụng thử nghiệm và điều trị đối với bệnh viêm mô xoang mãn tính. Và nhắc lại là chúng ta chỉ áp dụng với cả tip 2, bởi vì tip 1 và tip 3 là điều trị không đáp ứng, không hiệu quả. Có một thuốc mà ở Việt Nam đã có rồi là dupilumab, là một kháng thể đơn dòng hoàn toàn ở người, nó gắn với protein alpha của receptor interleukin 4. Cái thuốc này sẽ ức chế interleukin 4 và interleukin 13. Và hiện nay là thuốc duy nhất đã được cấp chấp thuận để điều trị viêm xoang mãn tính có polyp mũi thuộc tip 2. Còn các cái thuốc khác, mepolizumab và omalizumab thì như năm 2020 là vẫn còn đang nghiên cứu, vẫn đang thử nghiệm. Và chi phí để điều trị cũng khá đắt đỏ. Rất may là tip 2 hay gặp ở cũng bệnh nhân châu Âu hơn là châu Á. Sau đây là một số những cái ví dụ về kiểu hình viêm để chúng ta rõ hơn về cái phân loại mới hiện nay. Bệnh viêm xoang dị ứng nấm là một bệnh thuộc về tip 2. Người ta đã đưa ra tiêu chí để chẩn đoán bệnh viêm xoang dị ứng nấm này từ năm 1994. Đấy, khi mà có 3 trong số 5 triệu chứng chính sau đây thì người ta chẩn đoán là viêm xoang mãn tính nấm. Về điều trị thì người ta phẫu thuật để lấy bỏ những cái tổ chức nấm và làm thông lỗ thông mũi xoang. Sau đó thì người ta điều trị nội khoa gồm có corticoid toàn thân và tại chỗ, liệu pháp miễn dịch sử dụng khi mà bệnh tái phát, và cũng có thể cân nhắc điều trị sinh học khi bệnh nặng. Một cái phân loại tiếp theo thì chúng ta nhìn trên hình ấy, là viêm xoang một bên này và không thuộc tiếp 2. Đây là một hình ảnh phim CT về viêm xoang trán đơn độc, viêm xoang trán, và phương pháp điều trị của nhân này là phẫu thuật. Đây là một bệnh nhân viêm xoang mãn tính có polyp mũi thuộc về tiếp 2. Viêm xoang mãn tính này hai bên thuộc về tiếp 2. Chúng ta thấy là polyp xuất hiện kín đặc trong các mũi và xoang, có cái hình ảnh làm mỏng thành xương và cũng có những hình ảnh làm dày thành xương, có chỗ thì mỏng, chỗ thì dày. Điều trị ở những bệnh nhân này đầu tiên là phải phẫu thuật để lấy bỏ toàn bộ tổ chức polyp và lấy được nhiều niêm mạc. Đối với tiếp 2 chúng ta lưu ý lấy được càng nhiều niêm mạc thì càng tốt. Và sau đó chúng ta điều trị corticoid toàn thân và tại chỗ. Đối với trường hợp nặng và tái phát thì chúng ta phải điều trị về sinh học. Đây là một bệnh dị ứng khoang trung tâm. Bệnh này liên quan đến dị nguyên hít phải từ không khí lắng đọng dị nguyên ở khoang giữa. Khoang giữa của chúng ta gồm cuốn giữa này, cuốn trên và phần sau trên của bệnh nhân. Các anh chị đi khám khi khám bệnh và phẫu thuật xoang chúng ta ít nhiều đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh phim CT mà bệnh tích tập trung ở khoang giữa như này, gồm có cuốn giữa này, cuốn trên và phần sau trên bên ngăn. Trong khi đó thì các xoang bên cạnh thì khá là lành. Thế thì thường có biểu hiện dị ứng rõ nhưng mà tỷ lệ hen lại thấp. Cơ chế chắc chắn nó thuộc về TH2, tăng IgE đặc hiệu tại chỗ nhưng mà IgE toàn phần thì không tăng. Chúng ta điều trị dị ứng và phẫu thuật để lấy polyp làm thông thoáng các xoang. Corticoid thì rất có hiệu quả. Đối với trường nặng thì chúng ta dùng liệu pháp miễn dịch và điều trị sinh học khi bệnh nhân tái phát lại. Một bệnh khác nằm trong phân loại. Đây là phân loại đã sang phân loại của viêm mô xoang mãn tính nhưng mà thứ phát. Đây là viêm xoang do răng hai bên. Viêm xoang răng hai bên. Thì ở các bệnh nhân viêm xoang mãn tính này nó do răng thì chúng ta bao giờ phải điều trị răng trước.
Khi điều trị răng mà ổn định rồi mà không không cải thiện về triệu chứng của xoang là chúng ta mới tính chuyện phẫu thuật xoang. Phần cuối cùng là phòng bệnh. Thế chúng ta có nhiều mức độ phòng bệnh. Thứ nhất là chúng ta phải tránh tiếp xúc với cả các cái yếu tố thuộc về môi trường và dị nguyên như trình bày ở trên. Chúng ta phải quản lý các cái bệnh này về hen này, về dị ứng này, về trào ngược này, các yếu tố từ môi trường. Về cấp độ thứ hai phòng bệnh là phát hiện sớm các triệu chứng và phòng ngừa các cái đợt hồi viêm. Chúng ta chẩn đoán sớm là điều trị chính xác này. Về mặt phẫu thuật thì chúng ta phải tính đến cái thời gian phẫu thuật này và phẫu thuật chính xác, và sau phẫu thuật thì chúng ta điều trị nội khoa như thế nào. Và đối với mức độ phòng bệnh thứ ba thì chúng ta phải xem lại các cái chẩn đoán, nếu bệnh nhân còn có triệu chứng, xem lại các chẩn đoán, điều trị và điều trị các cái bệnh đồng mắc. Đây là về phần phòng bệnh. Bài trình bày của tôi đây là hết ạ. Xin cảm ơn sự theo dõi của các quý vị đồng nghiệp ạ. Xin cảm ơn ạ. À, xin cảm ơn thạc sĩ Sư Thắng và Hùng Xoay, và xin trân trọng kính chào các anh chị em đồng nghiệp đang theo dõi ở các cái điểm cầu của mình. Tôi xin lỗi vì lên muộn một chút, có bệnh nhân đang khám giờ, và hết sức hoan nghênh anh chị em ở tất cả các cái điểm cầu đã đang theo dõi bản trình bày và tham gia vào cái giao ban trực tuyến hàng tuần do Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương tổ chức, và cũng xin thay mặt Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xin được gửi tới tất cả anh chị em, các bạn đồng nghiệp và gia đình những lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất nhân cái mùa dịch, và chúc anh chị em chúng ta là có hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cuộc sống ổn định trong cái giai đoạn căng thẳng này. Điều thứ hai là chúng ta vừa mới nghe bản trình bày của bác sĩ Thắng, thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái nội dung mới, rất nhiều cái hàm lượng kiến thức mới ở trong bản trình bày, cơ bản là dựa trên cái post 2020, và có lẽ là tôi cũng hình dung ra được, có thể có một số anh chị em là cảm thấy là hơi bị rối, bởi vì những cái nội dung đưa ra nó nhiều và nó có những cái điểm khá mới mẻ. Ở đây thì tôi chỉ muốn tóm lại một chút để cho chúng ta thấy một cách nó rõ ràng hơn và đỡ bị rối hơn. Cái điểm là như thế này, chúng ta cũng phân biệt ra là có cái loại viêm xoang mạn tính, nhưng mà có nhiễm trùng, có những cái loại không có nhiễm trùng, nó không phải là nguyên nhân cơ bản thì là do nhiễm trùng. Chúng ta trước ngày xưa chúng ta cũng biết có giáo sư David Parsonsai, thì ông có nói là sau những cái lý luận thì ông có nói là cái viêm xoang mạn tính nó không phải đầu tiên và cơ bản là do nguyên nhân nhiễm trùng, mà nó là do những cái yếu tố khác như là bác sĩ Thắng đã trình bày. Tuy nhiên ở chúng ta thì phần lớn là những cái trường hợp viêm xoang do những cái nguyên nhân khác, nhưng cuối cùng thì đều dẫn đến nhiễm trùng, viêm xoang mủ, và từ viêm xoang mủ kéo dài đấy nó dẫn đến cái viêm xoang mạn tính có polyp mũi. Thì như thế là chúng ta để xanh, và có lẽ phải đến khoảng trên 80% những cái bệnh nhân viêm xoang mạn tính mà có polyp mũi gặp của chúng ta là nó thuộc cái dạng đó. Tức là như là bạn trình bày thì nó không phải là tiếp 2. Còn lại thì những cái bệnh nhân thuộc tiếp 2 thì chúng ta lại gặp rất nhiều ở châu Âu. Cho nên châu Âu, nếu lấy những tài liệu châu Âu thì người ta nói rất nhiều đến vấn đề mạch cổ bái toan, vấn đề aspirin, vấn đề corticoid sử dụng trong cái điều trị viêm xoang mạn tính mà có polyp mũi này. Thì vì người ta gặp cái tiếp 2 rất nhiều, và cái tiếp 1 là cái tiếp mà viêm nhiễm trùng lại không nhiều lắm. Thế thì chúng ta nắm được hai hàng. Vì ở Việt Nam, ở tiếng Việt chúng ta thì cái viêm tức là viêm nhiễm là chung, nhưng mà thực ra chúng ta phân loại được viêm nhiễm trùng, viêm xoang mà có mủ, rồi thì những cái viêm mà có các yếu tố dị ứng. Đấy là một việc. Vì thứ hai nữa là từ những cái phân biệt đó mà cái điều trị nó sẽ có những cái hướng khác. Có thể là anh phải lấy phẫu thuật làm đầu, nhưng cũng có những trường hợp thì phẫu thuật chỉ là cái mở đường để chúng ta điều trị tiếp thôi. Đặc biệt như mấy cái trường hợp
CT cắn cái hình mà có CT scan là hai bên hốc mũi đầy mũi. Những cái bệnh nhân mà gặp như thế này cần điều trị. Đấy, thì rõ ràng là cái việc phẫu thuật là cần thiết, là đương nhiên phải lấy. Nhưng nếu chúng ta chỉ phẫu thuật này thì có khi đến hàng không thể chắc, không ai làm hàng chục lần. Nhưng mà cứ mổ lan nó lại mọc lên dịch vụ, nó mọc rất nhanh. Thế thì phẫu thuật chỉ là cái mở đường, đúng không? Nhưng nếu mà là một bệnh nhân viêm khoang nhiễm trùng sau kéo dài thời gian, kéo dài và nó có polyp, thì chúng ta lấy hết polyp đi, xong chúng ta điều trị hậu phẫu bằng kháng sinh, rồi điều trị kéo dài bằng kháng sinh, bằng chăm sóc tại chỗ và tất nhiên bằng cả các corticoid tại chỗ nữa, thì cái việc mà polyp nó mọc lại có thể có nhưng mà nó không đến nỗi quá đáng. Và tôi gặp rất nhiều bệnh nhân là mình mổ xong rồi lấy polyp rồi, sau này polyp nó mọc lại, nhưng nó mọc lại vậy thôi, không nhiều. Ví dụ trước có 10 phần thì bây giờ nó mọc lại nó chỉ có được 2-3 phần, và bệnh người bệnh người ta vẫn sống chung được với cái polyp và nó không ảnh hưởng gì đến cả. Thì đấy là những cái thuộc không phải tiếp hai. Tuy nhiên trong cái điều trị thì người ta vẫn đặt vấn đề là có corticoid để điều trị chống tái phát sau mổ. Nhưng với những cái bệnh nhân như đang chiếu ở đây thì rõ ràng nếu mà chúng ta chỉ mổ không xong chúng ta điều trị như thế kia thì polyp nó mọc lại, và nó mọc lại như cũ hoặc là thậm chí là còn nhiều hơn trước nữa, và không thể để được. Thế cho nên với những bệnh nhân này thuộc tiếp hai như này thì chỉ có cách là phẫu thuật chỉ là một bước đầu tiên, còn sau đấy những cái bước khác ví dụ như là có cái polyp tại chỗ rồi, có cái polyp toàn thân rồi, thậm chí là cả những cái yếu tố cái điều trị về sinh học nữa, người ta cần thiết phải đặt ra. Và luôn luôn là ở châu Âu là cái việc nghiên cứu về những cái này là cái khó. Thế thì ở đây chúng ta phân biệt thế nào thì bác sĩ Thắng đã trình bày cách phân biệt rồi, nhưng ở đây trên sách vở trước đây thì nó vẫn có hai loại, đúng không ạ? Vì viêm xoang mãn tính mà thành ra polyp mũi, đấy thì chúng ta gặp phải nhiều. Có cái thứ hai nữa, trước đây danh từ châu Âu trước đây người ta hay dùng là bệnh polyp mũi, polyposis hoặc là polypos, tức là bệnh polyp mũi. Và từ cái bệnh polyp mũi đấy tăng bệnh cầu ngoại quan, rồi phản ứng aspirin vân vân thứ, và nó ra polyp mũi, và từ cái polyp mũi đấy nó mới gây tắc nghẽn và nó mới gây viêm xoang. Chúng ta thấy qua hai con đường hơi khác nhau phải không ạ? Đây chúng ta ở chúng ta phần lớn bệnh nhân là do tắc nghẽn, do các yếu tố về môi trường, về yếu tố tại chỗ, yếu tố về nguyên vân vân, nó gây tắc nghẽn, xong rồi nó gây một cái viêm xoang mãn tính. Cái viêm xoang mãn tính kéo dài thì có polyp, xuất hiện polyp. Thế còn lại ngược lại ở những bệnh nhân mà bị bệnh polypos có tiền sử về dị ứng, về hen, về bệnh cầu ái van vân vân, thì đôi khi nó lại là xuất hiện polyp trước, và chính cái polyp đi sau khi nó mọc nhiều ra rồi nó mới gây cản trở và nó mới làm cho cái xuất hiện cái viêm xoang, ứ đọng viêm xoang. Thì đấy là mình hiểu nó tóm lại là nó như thế. Và hai cái cách điều trị thì về mặt chi tiết nó có những cái điểm rất khác nhau, nhưng mà một khi đã có polyp rồi thì người ta vẫn cứ phải đặt vấn đề là phẫu thuật lấy cho nó sạch, sau đấy rồi thì có những cái điều trị tiếp theo. Tuy nhiên là với những cái bệnh viêm xoang mà có polyp mũi, như chúng ta sinh ra polyp mũi do viêm xoang mãn tính, thì thường phẫu thuật là một cái khá quan trọng và khá hiệu quả trong cả cái quá trình điều trị. Nhưng nếu mà là tiếp hai thì phẫu thuật chỉ là cái bước mở đầu, còn những cái bước sau mới là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta may mắn là những cái bệnh nhân tiếp hai của chúng ta nói thật cũng không nhiều lắm đâu, không nhiều lắm đâu. Thế thì chúng ta nắm như thế thì cho nó đỡ rối. Còn những cái chi tiết thì bác sĩ Thắng đã vậy. Thế sau đây thì chúng tôi cũng muốn được nghe ý kiến trao đổi của tất cả anh chị em được nghiệp và các nghiệp cộng. Xin mời bạn Tạ Thu có hỏi là bác sĩ cho hỏi điều trị viêm xoang mãn tính thì là phải dùng corticoid xịt suốt đời phải không? Thì tiếp theo một câu hỏi của bạn Nguyễn Long là thời gian dùng thuốc co mạch, câu hỏi rất hay. Thời gian dùng thuốc co cuốn là dưới 5 ngày một đợt, vậy thì sau bao nhiêu thời gian thì mình có thể dùng lại được? Vâng, em xin phép trả lời câu hỏi bạn Tạ Thu trước. Thì có phải dùng corticoid xịt suốt đời không? Thế thì nếu corticoid mà có hiệu quả đối với cả cái tiếp phân loại của bệnh nhân đấy thì đương nhiên ưu tiên chúng ta dùng corticoid, đúng không ạ? Đối với bệnh nhân mà viêm xoang mãn tính mà thuộc về tiếp 2 thì hiệu quả corticoid là vô cùng lớn. Thì chúng ta nếu dùng corticoid mà
mà kiểm soát được được triệu chứng thì rất tốt, và nó là cái tốt, đó là cái phương pháp điều trị rẻ nhất. Và chúng ta sẽ chọn các cái loại corticoid dạng xịt để mà, bởi vì cũng theo các cái nghiên cứu mới nhất là không có ảnh hưởng đến trục dưới đồi tuyến yên và không ảnh hưởng tới các tác dụng phụ toàn thân nặng nề. Và thì vấn đề là chúng ta dùng thuốc gì để chúng ta kiểm soát các cái triệu chứng của bệnh nhân. Còn ví dụ như đối với bệnh nhân viêm xoang mãn tính mà không có polyp mũi thì đương nhiên corticoid dạng xịt chỉ là thứ yếu, chúng ta có thể cân nhắc và dùng sau phẫu thuật, và sau đó chúng ta thì không hiệu quả nên chúng ta sẽ không dùng nữa. Hoặc là bệnh nhân ở châu Á chúng ta thì viêm xoang không thuộc type 2 nhưng cũng có polyp mũi và ưu thế tế bào chủ yếu là bạch cầu trung tính thì cũng ít đáp ứng với cả corticoid dạng xịt, thì chúng ta cũng thường chỉ dùng sau khi mà phẫu thuật, hoặc là chúng ta dùng theo kinh nghiệm của bác sĩ. Câu hỏi thứ hai về dùng thuốc co mạch dưới 5 ngày một đợt thì vậy thì sau bao nhiêu lâu thì chúng ta có thể dùng lại được. Câu này thì bản thân em cũng thấy khó, bởi vì là em chưa đọc được tài liệu nào là sau bao lâu thì chúng ta có thể dùng được thuốc co mạch được. Nhưng theo em ấy thì sau khi chúng ta dùng một đợt thuốc co mạch rồi, hiệu quả nhiều hay ít thì chúng ta vẫn có thể phối hợp thêm các cái biện pháp khác nữa, đó là dùng corticoid dạng xịt này, dùng xịt hoặc là rửa nước muối ưu trương này, rồi là các cái biện pháp mà làm cho mũi thông thoáng hơn. Và những thuốc đấy là ít tác dụng phụ hơn là thuốc co mạch. Và nếu mà hiệu quả hay không thì chúng ta vẫn phải dùng thêm các cái thuốc xung quanh đó. Thế còn về kinh nghiệm của em thì hiện thường dặn bệnh nhân là sống sau khoảng 2 tuần thì em điều trị lại. Nhưng mà những cái vấn đề này nếu mà anh chị nào đã đọc tài liệu rồi thì cũng xin anh chị trao đổi thêm ạ. Tôi trao đổi thêm một chút ở chỗ này. Câu hỏi thứ nhất là bác sĩ Thắng trả lời thì cũng vậy thôi. Tôi kể với các bạn câu chuyện là năm 1996 tôi học ở bên Pháp, đến chỗ của giáo sư Jean Michel Cossec tham quan. Giáo sư Jean Michel Cossec là một ông giáo sư về tai mũi họng ở châu Âu, một trong những giáo sư lớn và cũng là hàng đầu về phẫu thuật nội soi, và ông ấy có cái quyển phẫu thuật nội soi rất là hay. Thế thì tôi tham dự một cái cuộc mổ của ông ấy với một cái bệnh nhân mà tôi kiểu như đang trên màn hình này, tức là thuộc type 2. Thế thì sau đấy rồi thì tôi bảo là sau cái mổ xong thì tôi hỏi ông ấy là, tôi là mổ này thì chúng tôi mổ hay tái phát lắm, tôi bảo đúng rồi. Thế thì phải dùng corticoid xịt tại chỗ. Thế thì tôi bảo là thế thì corticoid xịt tại chỗ thì xịt bao giờ, vì thời ấy mình nghe cái corticoid là mình cứ sợ dao hai lưỡi rồi này kia bao nhiêu tác dụng phụ. Thế thì ông ấy trả lời một câu ở tiếng Pháp, ông trả lời là coi cái này là dùng AV rồi dùng suốt đời. Đấy, thế thì nếu những cái bệnh nhân như thế này, như đang chiếu trên màn hình này, dạng type 2 và mổ này mà nó polymorph tái phát thì có thể khả năng là phải dùng corticoid xịt cũng tại chỗ suốt đời. Chỉ có điều là như bác sĩ Thắng nói, corticoid xịt tại chỗ là cái sinh phản dụng rất thấp, cho nên là cái việc mà nó ngấm vào trong máu để nó tác dụng toàn thân gần như rất ít, nó vào khoảng dưới 1/1000, cho nên không có ảnh hưởng gì lớn, cho nên có thể. Nhưng không phải là vì nó an toàn, và cái chính là vì với những bệnh nhân như thế này thì nhu cầu. Thế còn lại những cái trường hợp mà polyp mũi như hôm nay tôi nói là do viêm nhiễm lâu ngày, nhiễm trùng lâu ngày, xong rồi thì mãn tính thành polyp, chúng ta lấy polyp rồi thì không phải dùng cả đời đâu. Đúng không? Chúng ta phải kết hợp với lấy, có thể lấy một lần, có thể phải lấy đến lần thứ hai, và có thể sau đấy nó vẫn còn mọc, nhưng mà mọc ở cái mức độ chấp nhận được, và chúng ta cũng dùng corticoid kết hợp một thời gian là bao lâu, có thể 3 tháng, có thể 6 tháng, có thể 1 năm. Thế còn cũng không phải dùng cả đời đâu. Nhưng mà với những trường hợp thuộc type 2, nhất là những trường hợp bệnh nhân mà cứ dạng cứ như là PCT chiếu trên màn hình này, thì khả năng dùng cả đời là rất lớn. Đấy là cái ý kiến của tôi. Xin cảm ơn. Xin câu hỏi tiếp theo. Có một câu hỏi của bạn Lê Hồng Phúc đó, là em xin hỏi là triệu chứng giảm ngửi trong viêm xoang mãn tính thì có phương pháp nào điều trị triệt để không, và có thể dùng thuốc gì để cải thiện được tình trạng đó ạ? Thì câu hỏi này thì em xin phép trả lời như sau. Đầu tiên là chúng ta bám vào phân loại của viêm mũi xoang, thì ở viêm mũi xoang mãn tính và type 2 thì thường có triệu chứng của giảm ngửi và mất ngửi. Thì đây là nguyên nhân của các phản ứng viêm bên trong và các phản ứng miễn dịch bên trong. Còn đối với phân loại mà viêm xoang mãn tính mà không phải là type 2 thì triệu chứng giảm ngửi mất ngửi ít gặp hơn.
Thế thì đối với trường hợp giảm ngửi và mất ngửi này chúng ta điều trị cái gì? Thì chính là chúng ta dùng các chế phẩm sinh học, điều trị sinh học. Các nghiên cứu đang đọc được thì người ta nói rằng là những cái bệnh nhân mà bị mất ngửi hoàn toàn ấy, thì người ta điều trị chế phẩm sinh học sau 2 tuần thì người ta đã thấy cải thiện ngửi được một chút, và sau khoảng 52 tuần thì người ta đã từ mất ngửi người ta đã chuyển về được dạng giảm ngửi ấy. Là những bệnh nhân mất ngửi nặng như thế. Thế còn về cơ chế thứ hai mà gây ra mất ngửi là bị polyp to quá mà che mất cái khe khíu, thì khi chúng ta lấy polyp đi mà nó không thuộc tiếp 2 và thần kinh khứu giác vẫn còn tốt thì chúng ta lập tức chúng ta sẽ ngửi được, bởi vì đấy là nguyên nhân cơ học. Thế là trả lời câu hỏi của Lê Hồng Phúc ạ, bạn có trao đổi gì thêm ạ? Thầy Quang cũng bổ sung cho em thì em xin phép thầy. Vâng, tôi hoàn toàn nhất trí thôi. Hai cái nguyên nhân, một là do nó viêm nhiễm và nó ảnh hưởng trực tiếp đến thần kinh khứu giác thì thường là T2, thì là cái đó nó liên quan đến vấn đề miễn dịch, liên quan đến vấn đề để tự miễn nữa. Thế thì như anh Thắng đã nói, điều trị cái đó nó giống như con COVID bây giờ, tức là nó tác động vào đúng cả cái dây thần kinh thì là một cái cơ chế và cái chúng ta điều trị khác. Thế còn cái thông thường thì cái viêm xoang mạc kinh nó cũng gây nên cái giảm ngửi, trừ trường hợp là polyp to quá chèn vào, vì cái khe khíu thì nó là ở tầng trên, ít khi cái viêm xoang mà nó bị cái polyp lên trên cao ấy, nó cản trở cái luồng không khí lên thì chúng ta giảm ngửi, thì cái đó nó cũng như là chúng ta nghe kém là vì có cái nút giấy tai thôi, thì đơn giản chúng ta lấy cái giấy tai ra là xong, lấy cái polyp đi là được. Nhưng mà cái khó là ở những cái trường hợp thuộc tiếp 2, ở những trường hợp mà có siêu vi trùng và nó tác động vào chính cái thần kinh ngửi thì cái đó là chúng ta. Và một trong những cái đơn giản nữa, nếu mà các bạn hỏi có tính chất thực tiễn thì trước hết là các bạn cũng phải có cái bệnh sĩ tại chỗ, chúng ta chẳng có cách gì khác, có tính bệnh sĩ tại chỗ, đặc biệt là cái của GSK bây giờ, đúng không ạ, nó thơm cái mùi, và cái hãng người ta nói rằng là trong những trường hợp mà bị giảm ngửi thì có thể sử dụng chính cái mùi thơm ấy để cho bệnh nhân điều trị và sử dụng chính cái mùi thơm đấy để bệnh nhân đánh giá cái khả năng hồi phục của cái khứu giác của người bệnh. Hôm nay xịt thì chưa thấy mùi, ngày mai xịt thì thấy có hơi mùi thơm thơm vân vân của cái thuốc, người ta tự đánh giá. Xin mời câu hỏi của bệnh viện trẻ em Hải Phòng, mời các anh chị ạ. Bạn nói to lên ạ, nhờ bạn nói to lên. Vâng ạ, được rồi ạ. Em xin hỏi một câu hỏi như này. Về hai câu hỏi này thì em xin nhờ thầy Quang trả lời giúp em. Thứ nhất là có cái bệnh xịt tận chỗ, về danh chính ngôn thuận thì người ta không khuyến khích dùng cho trẻ con, trẻ em dưới 2 tuổi, đấy là một cái khó khăn. Đấy là một vài cái mà cái có cái vô ích mà tốt nhất bây giờ thì người ta cũng chỉ dám nói rằng là được dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi, còn có những cái có cái vô ích người ta đề nghị là dùng cho trẻ con từ 6 tuổi trở lên cơ. Đấy, thế cho nên là dưới 2 tuổi thì theo chúng tôi thì các bạn không nên dùng corticoid tại chỗ. Thứ hai là trên thị trường thì đúng là có nhiều cái thuốc xịt có nguồn gốc ly cỏ. Bạn nói là đông y thì cũng chưa rõ lắm, tại bây giờ đâm ra là của mình nó khó. Nhưng mà không biết được cái mặt chất là gì và tác dụng nó đến đâu. Thế thì ở đây nếu mà nói đông y thì chúng tôi nói những cái mà có tính chất là nó
nó có tinh dầu, và để làm sạch, thì chúng ta có thể dùng. Một số những trường hợp, ví dụ như có một số những cái thuốc xịt đông y, tôi có là ví dụ như của cái cây hoa hữu sắc ấy, phải không? Là Azegini gì đấy, tên nó tôi không nhớ chính xác lắm, thì nó có cái tính chất là kháng viêm khá mạnh, nhưng mà đôi khi nó mạnh quá, thành ra là bệnh nhân dùng thì sót, bệnh nhân kêu dùng rất sót. Cái này cũng không có lời khuyên gì cụ thể được với các bạn, bởi vì nếu mà chỉ nói là đông y thì mình không biết là ở trong nó là cái gì. Tuy nhiên chỉ có điều là hết sức khuyên các bạn là cái niêm mạc mũi nó rất nhạy cảm, thế cho nên nếu mà chúng ta dùng thuốc tại chỗ mà không có cái thử sử dụng một cách cẩn thận, kiểm nghiệm một cách chu đáo, đánh giá một cách hết sức cẩn thận, thì có thể được việc này, nhưng mà sau nó lại dẫn đến cái hậu quả của việc khác. Ví dụ như cái việc chúng ta dùng co mạch tại chỗ thì thở thì rất tốt, nhưng mà dùng một thời gian thì dùng kéo dài thì lại có vấn đề. Hay là như trước đây mà người ta cứ tiêm cao co vào tại chỗ ở niêm mạc mũi, dùng xịt tại chỗ thì được và hiện nay được chứng minh là an toàn, nhưng mà tiêm tại chỗ thì là cũng có tác dụng chữa bệnh nhé. Và nhiều thầy thuốc cách đây khoảng độ 15-20 năm là người ta tiêm corticoid tại chỗ ở cái niêm mạc mũi thì tác dụng chữa bệnh thì được, nhưng mà cái hậu quả không tốt cho niêm mạc mũi thì lại rất lớn. Thế thành ra là tôi cũng khuyên các bạn là hết sức cân nhắc trong cái việc mà sử dụng những cái thuốc xịt mũi mà nó cứ không rõ ràng được cái hoạt chất của nó, tác dụng và hiệu quả nó đến mức nào, và cái hậu quả của nó chưa được chứng minh rõ ràng thì hết sức là thận trọng. Chả định lượng được đúng không? Có Facebook là Nguyễn Hà Huy ạ, xin bác sĩ Thắng cho biết là lý do có sự khác biệt về endotype giữa người châu Âu và người châu Á. Thế thì câu hỏi này rất là hay nhưng mà cũng khá là khó. Thì em xin trả lời như sau là trong quá trình mà nghiên cứu tài liệu thì em cũng có đọc được cái thông tin rằng là đối với những cái người mà ở Mỹ hoặc ở châu Âu mà gốc ở châu Á, gốc Nhật Bản, gốc châu Á thì sau khoảng 2 đời thì người ta cũng có những cái kiểu hình bệnh trung gian, cho nên là các tác giả người ta nghiêng về cái chuyện là do môi trường này, do dị nguyên, do môi trường, do thức ăn, do mọi thứ ở bên đó cũng khác. Ngoài cái chuyện mà khác về kiểu gen thì môi trường cũng tác động nhất định đối với cái sự hình thành của bệnh tật. Và tại sao mà khác nhau thì nói chung là chắc là cũng giống như trong các bệnh khác mà cũng khó trả lời để phân tích đi đến cuối cùng. Còn có thông tin em đọc được như vậy, tức là kiểu hình bệnh tật người ta rất là trung gian, người ta bắt đầu nghiêng về phía những người châu Âu mặc dù người ta là người gốc châu Á. Câu hỏi tiếp theo là ngoài các triệu chứng lâm sàng để gợi ý để chẩn đoán viêm xoang mãn tính type 2 và năng type 2 thì các xét nghiệm nào đã được thực hiện tại viện để chẩn đoán xác định rõ các type ạ? Em xin trả lời câu hỏi này là để mà chẩn đoán rõ các type thì cũng không phải là một vấn đề dễ dàng, kể cả đối với cả các cái bệnh viện hiện đại ở trên thế giới. Chưa kể cái chuyện là khi mà chúng ta nói rằng là ở châu Âu mà cứ có polyp là người ta phân định về type 2 thì nó chỉ đúng đến tầm khoảng hơn 80% thôi. Thế còn ngoài ra thì trong các cái bệnh nhân mà type 2 đấy thì cũng có những trường hợp mà cũng có những trường hợp không có polyp, hoặc là trong những trường hợp mà viêm xoang mãn tính có polyp mũi thì nó cũng có trường hợp là type 2 này, rồi thì bệnh nhân vừa là type 2 vừa là type 3, hoặc là bệnh nhân vừa type 2 vừa type 1, tức là xen kẽ nhau. Hoặc là ở những bệnh nhân mà viêm xoang mãn tính không có polyp mũi thì cũng có những sự xen kẽ, chứ không phải bệnh nhân này chỉ thuộc về type 1 hoặc chỉ thuộc về type nào đó. Thế thì các xét nghiệm hiện nay chúng ta có ở bệnh viện thì theo được biết là có thể chúng ta định lượng được cái bạch cầu bạch toàn trong máu, đếm được bạch cầu bạch toàn trong máu. Thế còn những cái xét nghiệm khác có thể làm trong thời gian tới đó là chúng ta xác định những cái tế bào viêm ở trong mô bệnh khi chúng ta mổ chúng ta lấy ra. Thì
đó là xét nghiệm cái bạch cầu ái toan ở trong polyp mũi này, đối với viêm xoang polyp mũi, hoặc là viêm bạch cầu ái toan đối với cả niêm mạc xoang sàng trong bệnh viêm xoang mãn tính không có polyp mũi. Thế hoặc là người ta cũng hoặc là đấy vẫn là trong tương lai. Thế còn khó hơn chút nữa là người ta định lượng các cái protein interleukin ở trong cái mô bệnh phẩm mà người ta lấy ra. Thế thì đấy thì hiện nay thì ở viện tại trung ương thì dựa vào các cái triệu chứng trên lâm sàng và có thể định lượng được bạch cầu ái toan trong toàn phần trong máu. Xin hết ạ. Bạn Phạm Minh Hải có hỏi là bác sĩ cho em hỏi là trong các loại corticoid xịt mũi thì dùng loại nào là hiệu quả nhất? Thì cái này thì người ta cũng có nghiên cứu rồi, giữa các loại corticoid xịt mũi thì tác dụng đối với cả hiệu quả để làm giảm triệu chứng của bệnh nhân và giảm kích thước polyp mũi thì không có sự khác biệt giữa các loại. Chúng ta dùng metazone hay là fluticasone hay là các chế phẩm thì đều có cái hiệu quả về mặt điều trị viêm xoang như nhau. Cho nên việc lựa chọn thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái corticoid dạng xịt nào mà có cái sinh sản dụng, tức là người ta nó ít dấu vào trong máu nhất thì nó sẽ an toàn hơn. Thì hiện nay thì cái loại mà sinh sản dụng thấp nhất thì chúng ta thường hay dùng là metazone fluorouracil. Một câu hỏi khác của bác sĩ Đặng Văn Thắng là hỏi chỉ định phẫu thuật trong viêm xoang và bao nhiêu tuổi thì đơn vị nào đâu họ chưa tắt mic. Chỉ định phẫu thuật trong viêm xoang và bao nhiêu tuổi thì có chỉ định phẫu thuật? Thì câu hỏi này cũng khá là hay và khó. Thế thì về ý thứ nhất là chỉ định phẫu thuật trong viêm xoang thì nhắc lại là hôm nay chúng ta nói về chủ đề là viêm xoang mãn tính, và đây không phải là một bệnh mà là một hội chứng lâm sàng lớn, và điều trị viêm xoang mãn tính là điều trị nội khoa là chủ yếu. Trong đó phẫu thuật đóng vai trò quan trọng, bởi vì là đa số các cái phương pháp hiện nay là người ta điều trị nội khoa này, nếu kiểm soát được thì dừng lại. Còn những trường hợp mà điều trị nội khoa mà kiểm soát kém thì người ta chuyển sang phẫu thuật. Khi mà phẫu thuật thì xong thì người ta lại quay lại điều trị nội khoa. Vậy thì người ta ví cái phương pháp điều trị này như kiểu là bánh sandwich, nên là phẫu thuật chỉ là kẹp giữa hai cái đợt điều trị nội khoa đó. Vì thế đây là một bệnh mà điều trị nội khoa là chính, và chỉ định phẫu thuật thì khi mà điều trị nội khoa tối đa mà không kiểm soát được, thì trên slide thì anh chưa đưa lên nhưng mà có rất nhiều tiêu chí về một vài triệu chứng thế nào là kiểm soát được và thế nào là chưa kiểm soát được, thì có thể là sẽ gửi tài liệu cho anh chị sau. Và bao nhiêu tuổi thì có chỉ phẫu thuật? Thế thì đầu tiên là chúng ta phải xác định xem là ở cái bệnh nhân đó thì là viêm mũi xoang mãn tính thuộc loại gì, đúng không ạ, và thuộc tiếp nào, và nguyên nhân gây ra viêm mũi xoang mãn tính là gì. Nếu mà nói về tuổi thì chúng ta phân ra người lớn và trẻ em, đúng không? Thì chúng ta xem ở trẻ em thì chẩn đoán chính xác là viêm mũi xoang mãn tính hay chưa, rồi có các cái bệnh đồng mắc hay không, rồi thì là có những cái yếu tố về khối u hay là về VA quá phát, những cái cơ chế mà gây những cái bệnh đó thì chúng ta có thể xem xét vào cái việc chỉ định điều trị. Thế còn chính xác bao nhiêu tuổi được chỉ định thì thực ra ở trên thế giới người ta cũng phẫu thuật từ những cái tuổi rất là nhỏ. Ví dụ người ta kết hợp đối với những trẻ em viêm xoang mãn tính, người ta kết hợp nạo VA và mở xoang hàm từ những cái cháu bé mà chỉ có vài tuổi thôi. Thế bằng các cái nghiên cứu về cái việc này thì khá là nhiều, thì chúng anh có thể gửi nghiên cứu sau thì anh chị cũng phải tự tìm hiểu. Chúng ta biết rằng là cái phẫu thuật trong viêm xoang mãn tính thì ngoài những cái chỉ định cụ thể như là Thắng đã trình bày và vừa rồi cũng có nhắc lại, thì cơ bản nhất là cái tư duy của chúng ta ấy, chúng ta
trong cái mũi giác mạng tính thì cái phẫu thuật nội soi bây giờ ấy, chủ yếu là để làm giải phóng những cái cản trở và giải quyết một số những cái bệnh tích. Thế thì khi nào các bạn thấy nó có cái cản trở ý không xử lý được bằng thuốc men thì các bạn đặt vấn đề là có thể phải phẫu thuật. Còn khi nào mà có những cái bệnh tích mà các bạn điều trị nội khoa mà các bạn thấy rằng là cũng không kiểm soát được thì các bạn cũng có thể đặt vấn đề là phẫu thuật để mà giải quyết cái bệnh tích. Thế như vậy là có hai việc, một việc là cản trở, một việc là phẫu thuật, đúng không ạ? Thế chứ còn thì cụ thể từng trường hợp một thì nó phải là một cái sự cân nhắc, đúng không? Phải là một cái sự cân nhắc. Về trẻ em ý, thì người ta không khuyên mổ xoang ở trẻ em ít tuổi quá. Tuy nhiên là nó lại cũng phải phụ thuộc vào vấn đề là cản trở hay không cản trở. Vì bây giờ mổ nội soi thì không phải là có rất nhiều cái cấp độ mở mổ nội soi khác nhau. Và thậm chí có những cái trường hợp là mổ là chúng ta chỉ làm rộng khe giữa thôi, chúng ta dẫn lưu nó tốt, giải phóng cản trở. Là sau đấy rồi thì bệnh nhân tiến triển rất tốt kết hợp với những cái điều trị của chúng ta tiếp theo. Thế cho nên chúng ta cũng không ngại, nhưng mà như thế thì phải không thể là có một cái chỉ định kẹp đầu dòng trường hợp này thì mổ, trường hợp kia thì mổ. Trước hết chúng ta phải nắm được cái tư duy, thế sau đó cái tư duy áp dụng cho từng trường hợp một. Ví dụ như đặt câu hỏi bây giờ nếu trường hợp này điều trị nội khoa như thế, chúng ta điều trị đã đúng chưa, các thuốc hỗ trợ này, kháng sinh này, vân vân, đã đúng và đã đủ và đã thực hiện đúng chưa. Thứ hai, có cái cản trở gì nó ảnh hưởng đến cái chuyện viêm xoang và làm cho nó tắc nghẽn và nó không ra được hay không. Thì nếu mà có những cái chuyện đó, ví dụ như VA, ví dụ như polyp, ví dụ như vẹn vách ngăn, hay ví dụ như kể cả cái chuyện là ở xung quanh không có gì nhiều nhưng mà riêng cái chỗ khe giữa, cái chỗ khu vực động mạch nó lại có cái cản trở, thì chúng ta phải đặt vấn đề chúng ta làm. Thì như thế, chúng ta nắm cái như thế thì chúng ta chỉ định nó sẽ chặt chẽ và nó sẽ có lý luận hơn, có cơ sở hơn là cái việc mà như ngày xưa chúng ta gạch đầu dòng trường hợp này mổ polyp mũi thì mổ thì thế nào thì mổ, kể cả không cao đưa ra các bạn nhé, cứ bảo là gạch đầu dòng là bệnh nhân có cuốn giữa cái gì đấy pha hơi cuốn giữa quá phát to quá thì mổ, chẳng phải thế đâu, không hẳn như thế. Vấn đề cái ý nó có cản trở không, chứ còn rất nhiều trường hợp có cái viêm xoang bên ý lại có một cái không cao đưa ra rất to. Nhưng thực sự bản thân cái nguyên nhân của cái viêm xoang nó lại là việc khác, chứ nó không phải là do cái công cao viêm xoang cản trở. Thế thì chúng ta có thể chỉ định mổ, nhưng mà mổ để giải quyết cái bệnh tích kia, để giải quyết cái bệnh tích của xoang, và nhân thể đấy thì chúng ta giải phóng cái công cao viêm xoang cho nó đỡ, chứ không phải là vì cái công cao viêm xoang mà chỉ định mổ. Thế cho nên không thể nào gạch đầu dòng 4-5 trường hợp mổ được, và chúng tôi phải đưa cho các bạn, trang bị cho các bạn một cái tư duy, một cái lý luận trường hợp nào thì có thể đặt vấn đề để chỉ định mổ, và cái lý luận đến các bạn áp dụng vào chính cái trường hợp của các bạn. Và những cái ý thì rất cần là những cái ca lâm sàng thì mới có thể nói một cách chính xác tuyệt đối được. Xin cảm ơn. Có một câu hỏi mà em xin nhờ thầy Quang trả lời giúp em luôn ạ. Việc dùng macrolide kéo dài điều trị viêm xoang mãn tính ở Việt Nam thì không có trong phác đồ điều trị của Bộ Y tế, cũng như chưa được cập nhật trong sách giáo khoa và cả trong hướng dẫn của nhà sản xuất. Vậy thì sử dụng trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện và tại các phòng khám tư nhân thì có đảm bảo an toàn về cơ sở pháp lý không ạ? Cái sử dụng macrolide trị liệu thì ngắn ngày thì có khuyến cáo, đúng không? Dùng macrolide ngắn ngày thì có khuyến cáo, và hãng thì cũng có khuyến cáo, bởi vì là macrolide thì ngoài tác dụng kháng sinh thì còn có cả cái tác dụng về mặt miễn dịch nữa, rồi thì có cả tác dụng ở những trường hợp vi khuẩn có biofilm. Thế còn cái việc mà sử dụng dài ngày thì đúng là các bạn hỏi về mặt pháp lý thì cũng khó. Đôi khi chúng ta bây giờ điều trị thì cũng theo một cái, nếu pháp lý thì phải theo cái hướng dẫn điều trị, phải theo cái hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế, rồi thì những cái mà giảng dạy chính thống ở các trường đại học. Tuy nhiên cái giảng dạy chính thống ở các trường đại học cũng không phải là cái nào cũng đã những cái kiến thức, những cái đã được đưa vào cho các cái tài liệu pháp lý của
của ngành y tế chúng ta. Thế thành ra là nói thế thì cũng rất khó trả lời về cái điều trị dài ngày mà lại hỏi về mặt pháp lý. Nhưng mà tuy nhiên thì trong cái y học ấy thì cái mà ví dụ như chúng ta dùng kháng sinh thì trước đây thì cứ nói rằng là có thể dùng kháng sinh 1 tuần, 10 ngày, 2 tuần. Bây giờ đối với viêm xoang thì người ta thấy rằng là cần phải điều trị kháng sinh, nếu viêm xoang mủ thì có khi phải dùng dài hơn. Và đôi khi nói thật nhé, anh em chúng tôi cũng thấy đi học cái này có các chuyên gia sang dạy này, rồi thì chúng ta đi học ở nước ngoài, nước trong, rồi đi các hội nghị về, chúng ta tiếp thu những kiến thức mới ở các hội nghị, thì những cái đó nói thật bây giờ nếu đặt vấn đề pháp lý ra thì sẽ cũng rất khó nói, đúng không? Chúng tôi đi những cái hội nghị ABC, người ta giới thiệu những cái phương pháp điều trị mới như thế này như kia, đôi khi cũng mới là đấy là những cái phương pháp điều trị của các tác giả cá biệt thôi. Người ta có những cái điều trị như thế và người ta thấy là kết quả tốt như thế và mình thấy nó hợp lý về mình áp dụng, mình điều trị và mình cùng kinh nghiệm. Chứ còn để mà đưa một cái biện phương pháp nào đấy sử dụng thuốc như thế mà vào được trong một cái tài liệu pháp lý của ngành y tế như là cái quyển hướng dẫn điều trị như trước chúng tôi có tham gia thử nghiệm thì thực sự là khó. Cho nên chúng ta bây giờ cũng có rất nhiều cái, nhưng mà những cái mà chúng chỉ định thì chúng ta phải chú ý, phải lưu ý tập theo tôi thì như thế thôi. Chúng còn đặt vấn đề tính pháp lý của những cái phương pháp thì thực sự là có một câu hỏi là xin bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm trong việc điều trị sinh học đối với viêm mũi xoang mãn tính, thời điểm lựa chọn, liều dùng, thời gian dùng và chi phí. Thế thì xin thưa với cả anh chị là hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong việc điều trị sinh học ở Việt Nam. Việc điều trị sinh học này thì đã được nghiên cứu đối với những bệnh nhân hen và tràm trên thế giới từ năm 2010. Còn đến cuối năm 2017 thì người ta bắt đầu nghiên cứu để sang điều trị đối với cả viêm mũi xoang mãn tính có polyp mũi, và một thuốc duy nhất được chấp thuận đấy là dupilumab. Ở Việt Nam cũng có chế phẩm đó là thuốc là dupicen, tức là người ta tiêm dưới da thì khoảng 2 tuần tiêm một, tức là trong 4 tuần đầu tiên thì người ta sẽ dùng với liều cao, và trong các cái hai tuần tiếp theo là người ta sẽ dùng các cái liều thấp hơn, thì mỗi một mũi tiêm là 30 triệu Việt Nam đồng. Thế còn giá của điều trị dupilumab thì em đọc tài liệu trên thế giới thì rơi vào khoảng $17,000 một năm. Thế còn các hai cái thuốc ở phía dưới là mepolizumab và omalizumab này thì giá khoảng $20,000 một năm, nhưng mà cũng đang trong nghiên cứu pha 3 nhưng cũng chưa được FDA chưa được chấp thuận làm thuốc điều trị viêm xoang mãn tính polyp mũi. Thế còn về thời điểm để lựa chọn điều trị thì nhìn trên slide có trình bày chúng ta điều trị sinh học khi mà bệnh nhân tái phát polyp sau phẫu thuật và thỏa mãn được 3 trong số 5 cái tiêu chí ở trên màn hình đấy, 3 trong số 5 tiêu chí ở đây thì người ta có chỉ định điều trị sinh học. Vậy là điều trị sinh học thì chỉ điều trị khi trường hợp mà mổ rồi được tái phát này và thỏa mãn được nó thuộc về tiếp 2 và giá thành cũng khá là đắt. Vâng, thực ra thì cái này thì chúng ta cũng chỉ mới là tham khảo thôi. Thực ra thì đây là một cái điều trị về chống cái cơ địa dị ứng. Nói chung đây là sử dụng cái kháng thể đơn dòng mà anti-angiolokin. Cho nên là như bác sĩ Thắng nói là đầu tiên là người ta áp dụng cho hen phế quản và cho tràm, tất cả những cái là không phải là bệnh tràm hay bệnh hen phế quản, mà là để mà ức chế cái thể trạng dị ứng trên người bệnh. Thế còn bây giờ áp dụng vào polyp mũi thì cũng là polyp mũi tiếp 2 như chúng tôi nói, tức là nó liên quan rất nhiều đến cái vấn đề dị ứng, nó làm giảm bớt cái tình trạng phản ứng dị ứng của cơ thể thông qua cái việc ức chế angiolokin đấy, thì như thế. Thế còn đúng là về kinh nghiệm về cái thì bác sĩ Thắng đã trình bày rồi, Việt Nam chúng ta cũng chưa có cái nhiều kinh nghiệm trong, chưa có, nói thật là chưa có kinh nghiệm chứ không phải chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề sử dụng cái thuốc này.
Và trước đây thì chúng ta dùng những cái gọi là kháng histamine ấy, thì đấy là những cái hoạt chất được giải phóng ra trong quá trình dị ứng, thì chúng ta sử dụng các cái kháng histamine hệ 1, hệ 2 vân vân, hệ 2 rưỡi vân vân. Thế còn cái này thì nó lại ở gốc hơn một tí, nó lại tác động cũng là cái chống dị ứng thôi, nhưng mà nó tác động ở cái mức độ là interleukin, tức là sớm hơn cả cái phần của histamine. Thế thôi, chứ cũng không phải là cái gì gọi là ghê gớm lắm mà người ta đặt tên là điều trị sinh học vân vân, thực ra là như vậy. Xin cảm ơn. Một câu hỏi của bạn Nguyễn Tuyến là xin hỏi bác sĩ, trong phẫu thuật viêm đa xoang có polyp mũi thì lấy niêm mạc xoang tối đa, thì việc lấy niêm mạc xoang tối đa này thì có ảnh hưởng gì tới việc dẫn lưu dịch trong xoang trong thời kỳ hậu phẫu và sau này hay không ạ? Thì em xin trả lời câu hỏi này. Bài trình bày của em thì cũng là một bài tổng hợp của các nghiên cứu trên thế giới. Thế thì người ta cũng ở trong, đối với phân loại của viêm xoang mãn tính thì đối với type 2 và không phải type 2 thì đều có một mục điều trị, đấy là phẫu thuật, đều có một mục điều trị là phẫu thuật. Thế nhưng mà cái tính chất của và cái cách thức điều trị phẫu thuật ở hai cái bệnh nhân này, hai cái phân loại này là hoàn toàn khác nhau. Đối với những cái bệnh nhân mà thuộc về type 2 thì người ta phẫu thuật lấy bỏ polyp này và người ta không bảo tồn niêm mạc. Để làm gì? Để người ta giảm những cái mà những cái niêm mạc mà tồn tại chính là những cái ở vị trí mà để tích tụ những phản ứng viêm, và chính là những cái mô mà để tập trung nhiều phản ứng viêm, nhiều những cái việc tu sửa, nhiều những cái việc mà sẽ hình thành polyp về sau, thì người ta nên lấy hết cái niêm mạc và cái xoang đi. Và người ta khi việc lấy hết niêm mạc, người ta là cũng giúp cho làm gián đoạn liên hệ vi sinh vật của trong xoang đối với cả những vi khuẩn mà sinh ra siêu kháng nguyên. Thế còn đối với những cái phẫu thuật xoang trong những cái bệnh nhân mà không phải type 2 thì người ta cố gắng bảo tồn niêm mạc. Mục đích của phẫu thuật ở đây chủ yếu là người ta để mở rộng thông mũi xoang và để đưa được thuốc vào, đưa được các cái thuốc điều trị nội khoa vào, và người ta bảo tồn niêm mạc. Bởi vì cái cơ chế mà sinh ra kiểu hình là polyp hay không polyp, tức là viêm xoang mãn tính có polyp hay không polyp, ở hai type này là khác nhau. Ở đối với cơ chế của type 2 thì quá trình tu sửa gây ra sự phù nề và sự ứ động fibrinogen, sự kết tụ của các fibrin lại, và tức là ức chế fibrinogen gây ra kết tụ fibrin lại. Và polyp của type 2 là chủ yếu là phù nề và kết tụ của fibrinogen là do quá trình tu sửa bị lỗi. Còn đối với cả cơ chế hình thành kiểu hình type 1 và type 3, ít gây ra polyp mũi, bởi vì là qua quá trình tu sửa thì gây sơ hóa là chính, sơ hóa dưới niêm mạc là chính, chứ còn không bị tổn thương cái màng biểu mô của mũi và không gây ra hiện tượng phù nề nhiều và không và ít gây ra polyp mũi. Thế chính vì thế mà phẫu thuật ở trong không phải type 2 này thì chúng ta bảo tồn niêm mạc và chủ yếu là mở rộng lỗ thông xoang. Còn đối với cả phẫu thuật ở trong type 2 này thì chúng ta lấy bỏ nhiều niêm mạc thì chúng ta sẽ giảm những cái gánh nặng điều trị sau mổ, thì chúng ta lấy bỏ những cái ổ viêm, ổ chứa những cái tế bào, những chất trung gian viêm đó. Và đấy là hai cái khác nhau về cách tiếp phẫu thuật. Các bạn có ý kiến gì trao đổi đúng không ạ? Vâng, thế nếu mà không có ý kiến gì thêm thì chúng tôi thấy thế này, cái viêm xoang mãn tính thì trình bày ra, và đặc biệt là nếu mà dựa theo cái IPOS 2020 thì bao giờ nó cũng khá phức tạp như thế này. Đấy, nhưng mà tóm lại là
chúng ta phải góp lại một tí, góp lại một tí thì chúng ta sẽ dễ hơn. Tức là chủ yếu của chúng ta thì là viêm và có nhiễm trùng, và từ cái viêm sang có nhiễm trùng đấy nó có thể nó sinh ra polyp. Một số ít các trường hợp thì mới thuộc cái loại là tăng bạch cầu bái toan. Như lúc đấy có bạn nào hỏi là làm cái gì thì làm bạch cầu bái toan trong máu này, bạch cầu bái toan trong dịch mũi này, và bây giờ tìm bạch cầu bái toan trong cái sinh tiết mạch, sinh tiết polyp mũi, chúng ta bắt đầu làm để mà có cái hướng và một số những cái phản ứng dị ứng phát hiện dị ứng. Vì những cái bệnh nhân thuộc tiếp 2 phần lớn là những bệnh nhân là có cái dị ứng. Thế và dị ứng thì cái tiếp người ở châu Âu đấy, như lúc nãy có người có bạn hỏi đấy, cái môi trường rồi thì cái chủng tộc nó ảnh hưởng rất nhiều, và châu Âu thì người ta gặp nhiều hơn rất nhiều, kể cả các phản ứng dị ứng ở châu Âu, người châu Âu cũng nhiều lắm. Các bạn thấy chúng ta dị ứng thì cũng là ghê rồi, nhưng mà châu Âu mà dị ứng thì nhiều khi chỉ ăn cái khuẩn lòng trắng trứng hay là ăn cái bơ lạc, cái lọ bơ lạc, thế mà bệnh nhân là dị ứng là ngã vật ra và có khi là phản ứng phản vệ, và có những cái phản ứng rất là nặng ngay trước mặt chúng ta. Thế còn dị ứng của người Việt Nam và người châu Á thì chưa là cái gì so với trong cái dân châu Âu đâu. Thế cho nên là chủ yếu của chúng ta thì nó là không thuộc tiếp 2. Thế còn trường hợp nào gặp đấy, thế còn những cái điều trị của chúng ta bây giờ thì vẫn cứ căn bản phải dựa trên hai điểm, một là điều trị nội khoa và thứ hai là có phẫu thuật để mà kết hợp để trong những trường hợp đặc biệt kết hợp phẫu thuật như thế nào, sử dụng các thuốc như thế nào, thì trong bản trình bày đã thấy rõ ràng rồi. Thì tôi nghĩ rằng là hôm nay thời lượng như thế này cũng đủ. Nếu các bạn không có ý kiến gì thêm thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị em đồng nghiệp ở các điểm cầu truyền hình, và xin chúc chúng ta có một cái có cái thời gian làm việc nó hiệu quả, và hẹn gặp lại các bạn vào chiều thứ tư tuần sau, chúng ta lại có buổi giáo văn trực tiếp nữa. Xin cảm ơn xin bác sĩ Thắng, xin cảm ơn các bạn ở phòng chỉ đạo tuyến hoặc cái tổng hợp tổ chức cái việc tuyến hôm nay. Và một lần nữa thì xin cảm ơn sự tham gia của tất cả anh chị em đồng nghiệp và các điểm cầu truyền hình. Xin cảm ơn thầy. Các anh chị có câu hỏi gì thì cũng có thể liên hệ cá nhân được. Cảm ơn các anh chị ạ. Đến chiều mai thì tiêm à? Ừ. Chiều mai tiêm.